Có những cái mà nó lãng mạn một chút nó cũng hay, hiểu chưa? Cũng hay. Dù là vợ chồng sống với nhau cũng đừng nên quá khô cằn sỏi đá. Đã cho là của nhau thì thành khô cằn, nên không có tình cảm. Nên chúng ta cũng có những cái bản thân mình cũng phải hiểu biết một chút, để làm cho đối phương cảm thấy là được sưởi ấm tâm hồn. Điều này đặc biệt lắm quý vị, thấy không? Nếu cuộc đời mà nó như vậy thì làm gì có những cái cảnh tượng của sự chia tay. Con người sẽ quý với nhau khi được gặp nhau trong cõi đời. Chúng ta gặp nhau một người thôi, chúng ta đi chia sẻ chi cho nhiều người để nó bị phân tán lực lượng tình cảm. Nếu mà dồn lại một người một thì hay quá, trả nợ cho một người là xong rồi. Phật ơi, con đến thế gian này con có một người chồng một người vợ thôi, con trả nợ cho một người đi Phật. Con nguyện Phật gia hộ cho con, dù khổ cỡ nào cũng trả cho một người thôi. Nếu như bây giờ tâm con không an định thì con lại trả cho hai ba người. Sự thật là đến đây trả cho hai ba người, nhưng do cái tâm chân thật quá nên trả có một người vẫn thấy hạnh phúc hơn trả một người thôi. Nên mong rằng tất cả các cô về chùa mình, những cô mà đã lỡ gãy gánh trong cuộc đời, nghe lời những đức đừng nên bước thêm bước nữa. Cả đời hãy sống như vậy đi, có những đức là vui rồi. Dù là không được đêm đêm ngồi bên nhau, nhưng mà cũng cảm thấy sưởi ấm tâm hồn khi nghe được lời nói. Đúng không? Nghe được những lời nói mà chia sẻ cởi mở, cũng cảm thấy nó ấm áp cõi lòng biết bao nhiêu mà nói với vị. Rồi có những lúc mình không được vui mà mình nghe thầy giảng, thấy cởi mở cỡ nào chưa? Đó. Nên những đức mong quý vị nghe Phật pháp để đem Phật pháp áp dụng trong cái cuộc đời và gia đình của quý vị được tốt đẹp. Vì cuộc đời của người nó vô thường lắm. Chúng ta nội mà qua cái chặng dịch thôi, bây giờ mình được ngồi ở đây cũng cảm thấy quá hạnh phúc rồi. Nó quá hạnh phúc khi mình được ngồi đây. Trong cái cõi này nó đâu phải bình yên hoài cho mình đâu. Và cái gì có thịnh thì nó cũng có suy thôi. Nếu như chúng ta còn có thể nhận thức được những giây phút đặc sắc gì thì cuộc đời chúng ta hãy lấy nền tảng này mà để sống, chứ đâu phải trong cuộc đời con người nó được gì hoài đâu. Con người nó cũng có những lúc thay đổi, tại vì hoàn cảnh đổi thay mà, đúng không? Hoàn cảnh đổi thay thì lòng người thay đổi, nhưng mà nó thay đổi thì sao mà cái thật chất tu hành giải thoát đừng có mắc đi. Ví dụ như cái văn tự ngồi đây thì nói gì, nhưng cái văn tự cũng như vậy mà chỗ khác thì nói khác, nó không phù hợp hoàn cảnh. Mình ở đây nói chuyện viết rồi giống như người gia đình vậy đó. Nên gặp với nhau nó có nhiều cái trang chứa trong cõi lòng, nên nói ra những lời nói nó cảm thấy như là nó có một cái gì dương gắn nhau vô cùng. Nhưng mà thôi, phàm phu mà, dương gắn nhau để tu. Hiểu không? Công nhận không? Bây giờ những đức hỏi quý vị, như quý thầy, quý chú, quý cô không dương gắn những đức, sao sống với những đức dữ gì? Họ sẽ xa cách những đức. Mà họ xa cách mình sớm, sao họ có cơ hội tu? Hãy cho họ thời gian để được đi với mình đoạn đường này dài, vậy thì hay hơn. Đó. Nên làm cho người ta thương khó lắm quý vị. Phải khéo léo lắm, người ta mới thương mình. Mà người ta thương mình mới dạy người ta được. Nếu thật sự tâm mình không có ác, nếu như mình làm cho người ta thương để mình hại người ta thì quá ác. Còn nếu như mình làm cho người ta thương để mình giúp người ta giải thoát thì việc này quá đặc sắc. Nên giúp cho người ta thương mình để mà giúp người ta, cái điều đó hay lắm quý vị. Những đức tin chắc rằng hàng Phật tử quý vị cũng quý, những đức cũng thích, nó mới về đây. Giờ không thích về đây nhìn cái mặt mà làm gì? Mình mà ghét ai mình thấy mặt mình bực bội, thấy không? Mà bây giờ mình là người tu rồi, mình nên nói thật từ tâm. Bây giờ mình muốn quá giải cũng không có khó. Chị, cho em nói mấy câu này nghe. Em nói mấy câu này, nếu em có gì sơ sót chị tha thứ dùm. Nhưng đây cũng là những lời tặng đáy lòng của em. Nếu mà không nói ra em sợ sau này khi em chết đi, em mang những cái nghiệp chướng này theo để chị em mình đời đời kiếp kiếp tiếp tục gặp nhau mà báo thù. Không biết gì cái nghiệp duyên gì mà mỗi lần em gặp chị từ gương mặt từ tướng đi em ghét. Mà thật sự em không muốn việc này đâu chị à, nhưng mà không biết làm sao vậy. Em mong rằng em nói ra điều này
để bản thân em sửa luôn. Và giữa em với chị nghiệp chướng của nhiều đời nhiều kiếp nên hóa giải luôn đi. Không muốn việc này xảy ra nữa. Từ hôm nay em sẽ cố gắng không có ghét chị nữa. Có nghĩa là mình nói thẳng từ cái tâm mình, mà câu đầu tiên của mình nói là lỡ có sai gì chị thông cảm cho em. Chị có thể cho em giải thích được không? Hay là chồng mình mà hay vợ mình gãy gánh, gặp nhau mà thấy bực bội, mình lỡ mình nói thẳng. Đã là vợ chồng cũng có những giây phút ân ái, cũng có những giây phút trao cho nhau những lời thương yêu. Tại sao bây giờ xa nhau mà lại hận nhau dữ vậy? Việc này không có lợi ích gì. Đừng mang những cái dư âm nó đi vào nghiệp quả. Thôi tôi cũng từng ghét ông lắm, mà thật sự là tôi thương ông, bây giờ tôi mới ghét. Chứ không thương sao ghét. Thì bị coi, thương thì ghét, mà cái ghét đó là thương. Phải không quý vị? Không. Cái người mà mình quá thương họ là mình dễ ghét họ lắm, tại vì mình dễ bực bội họ lắm. Dễ kích động thì là vì thương quá. Nhớ không? Nên từ đó mình lỡ mình nói thật lòng cho người ta nghe. Thôi quá giải đi nghe. Mình cũng còn tình bạn mà. Đừng nên hận nhau, đừng nên ghét nhau. Và đừng nên nói xấu sau lưng nhau làm gì. Trời ơi, hay quá. Đúng quý vị. Thì tự nhiên trong cuộc đời này mình thấy nó đẹp lắm. Mình đi đâu mình cũng thấy hoa nở. Còn nếu như trong đời mình mà có những sự bực bội về một người nào là một quý vị sẽ gặp hoa tàn. Thật sự mà nói, mình mà thường mà đi đâu cũng gặp hoa nở là nhân tốt rồi. Nên con người sống trong cuộc đời này mấy chục năm nó vô cùng ngắn ngủi vậy à. Đừng có sống những ngày tháng khổ đau, dù hiện tại mình đang có bệnh ung thư, bệnh này bệnh kia, nhưng chúng ta hãy sống ngày nay cho nó đẹp đi. Không lẽ chúng ta đợi ngày mai chúng ta chết, cơ hội đâu của ngày hôm nay để sống đẹp. Bây giờ chúng ta còn thở được, chúng ta còn đi được, chúng ta còn biết được, dù là trong cơ thể chúng ta đang bị ung thư, bệnh này bệnh kia không có thuốc trị, dù là chúng ta biết rằng trong cuộc đời này chúng ta không còn sống được bao lâu nữa đâu, nhưng chúng ta nên sống những ngày tháng còn lại trong cuộc đời mình cho thật là đặc sắc. Hiểu chưa? Niệm Phật là đặc sắc nhất. Đây là có một phương hướng đi về tốt đẹp, an lạc, tự tại. Hiểu không? Nói chuyện thích vỗ tay hoài ha. Nên quý vị nhớ nè, dù ngày xưa mình đã từng làm những điều gì tội nghiệp rất là nặng nề, mình đã từng hại rất là nhiều người, làm cho người ta tan nhà mất mạng cũng có. Có những người trong cuộc đời mình đã từng làm điều đó. Xin thưa quý vị, nếu như chúng ta không nghe Phật Pháp, không nghe nhân quả, trong cuộc đời của người chúng ta chỉ cần kêu hết tiền, chúng ta có thể bất chấp thủ đoạn để có tiền. Vì chúng ta thấy đồng tiền nó quá quan trọng đối với một con người, nên chúng ta có thể kiếm tiền và có thể dẫn đến sát người khác. Việc này là một con người bình thường không tu nhất định sẽ làm. Nhất định sẽ làm. Chắc chắn luôn. Quý vị coi, trong lịch sử có những người ta làm quan, mà người ta vì một cái đồng tiền người ta lấy được thôi mà người ta giết có thể bao nhiêu mạng người, để người ta ngăn chặn cái sự người khác biết việc làm của người ta. Mà vì đồng tiền đem về luôn vợ con thôi, và cuộc sống xa hoa của họ thôi, mà họ muốn duy trì cái cuộc sống đó, mà họ giết bao nhiêu con người để mà sợ tiết lộ việc của họ, mà họ giết hết luôn. Và có khi họ lấy một cái số tiền, mà số tiền đó có thể là của công, hoặc là đi làm từ thiện nơi cứu đói, mà họ lấy tiền đó làm cho những con người ta phải đói khát đó, cắt xén đói khát đó. Và có những đoạn đường mà người ta dám dùng đồng tiền đó để người ta bớt lại cái sắt đồ này kia đồ, đường nó bị giảm đi, mà xe người ta chạy ngang có khi người ta bị sụp đổ rồi lật xe rồi chết bao nhiêu con người, vì cái đồng tiền có được đã hại bao nhiêu con người trong cái cuộc đời này. Nên Phật mới nói một câu để cho con người chúng ta có cơ hội quay đầu. Phật nói rằng nếu nghiệp lực chúng sanh tạo mà có hình tướng thì tặng hư không có pháp giới này cũng không có chỗ chứa. Có nghĩa là không có hình tướng, vì cái nghiệp tạo ra, giữa nghiệp với nghiệp nó cộng lại, của vô lượng kiếp nghiệp cùng nghiệp cộng lại mới thành hình ra trong cuộc đời này. Những người mang nghiệp phá thai, các cháu được đến thế gian này mà không được sinh ra, nó cũng do nghiệp các con thiếu duyên, thiếu phước mà không được sinh. Và cũng nhiều đời nhiều kiếp các con đã từng phá mẹ cha,
Bây giờ cha mẹ phá lại, nó không có nhân thì nó không bao giờ có quả. Và có người này làm một cái nghiệp này, lấy của công này làm cho bao nhiêu con người chết này, cũng là bao nhiêu con người chết này cũng đã từng làm việc đó đối với người này. Mà người này họ có một cái nguyện, họ nói nhất định họ phải báo thù, cái tâm đó của họ nên họ phải làm việc này. Và tất cả những con người cộng nghiệp kia phải chết một lúc vì tạo nghiệp và cùng trả nghiệp. Ghê lắm quý vị à, không đơn giản đâu. Nên khi mà mình đã tạo nghiệp quá nhiều rồi, mình nghe Phật Pháp, mình nghĩ rằng bây giờ mình là người quá tội lỗi, bây giờ học Phật quay đầu kịp hay không? Phật nói quay đầu là bờ, chỉ cần quay đầu là thấy bờ bến. Chúng ta đừng nên sống những ngày tháng bất an nữa, mà hãy sống những ngày tháng bình an á. Dù là mình đã tạo bao nhiêu nghiệp chướng gì đi chăng nữa, mà mình hãy sống những ngày tháng bình an. Mình gặp bao nhiêu ác mộng trong cuộc đời, phá thai một hai người, mà vậy mà hương linh nó bao vây lại cái cô kia, cô nói thầy ơi, con phá thai 4 lần, mà bằng đêm á thầy, con vừa nhắm mắt giết mà con sợ ngủ, con vừa nhắm mắt lại một cái là hương linh trên đầu đầy, dưới trên giường đầy, dưới giường đầy, nó đầy hết luôn, mà nó hung dữ lắm, nó nhỏ 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 không mà nó lỡ nó cắn, nó bao nó bấu con, nó làm kinh khủng lắm, mà giết mà con, mà tới đêm về, về đêm con sợ vô cùng, con sợ giấc ngủ dữ lắm thầy à, nó con sợ giấc ngủ lắm. Vậy mà con mừng vô cùng, có người cho con được cái máy nghe pháp của thầy, xong con nghe mà con cười, con cười rồi con niệm Phật. Vậy đó mà vài ba đêm con mới thấy lại một lần. Còn con tiếp tục con nghe con niệm Phật, từ từ cả tháng con mới thấy một lần. Còn nó cứ kéo dài mà bây giờ con không có thấy nữa thầy ơi. Con thấy bình an vô cùng, con mừng quá, cảm ơn thầy. Rõ ràng không? Là do con người mình bằng đêm mình ngủ, mình thầy thấy ác mộng, mình sợ. Mình sợ nó làm cho mình căng thẳng thần kinh. Rồi cái căng thẳng thần kinh trong cái túc nghiệp A Lại Gia Thức, thức thứ 8 nó hiện ra, là nó từ bên trong tâm nó sanh ra, nó sanh ra cái nghiệp chứ. Khi sợ là nó sanh, sợ là sanh, nó sợ nghiệp là nghiệp đến mà, sợ chỗ nào ra chỗ nấy. Nên chúng ta chỉ cần bình tĩnh niệm Phật thôi, cắm cái tâm vào Phật, mà chữ Phật là chữ giác, cái chữ giác ngộ nó quá giải nghiệp của túc ta, túc nghiệp nó xóa hết. Tại vì câu Phật hiệu nó đắp lên, nên cái túc nghiệp ở trong A Lại Gia Thức thứ 8 nó bị nằm ở dưới lại, còn câu Phật hiệu nó nằm lên trên, thì nó phát câu Phật hiệu ra ngoài, thì trong giấc ngủ mình cũng để câu Phật hiệu, thì cái thức thứ 8 nó tiếp tục nó nuôi nữa. Tại vì thức thứ 8 là nó thức suốt à, thức thứ 8 thức suốt. Nên mình ngủ, cặp mắt ngủ, nhưng mà trái tim vẫn còn đập, hiểu không? Trái tim mình đập nên thức thứ 8 vẫn còn tỉnh, nên thức thứ 8 vẫn tiếp nhận câu Phật hiệu khi mình nằm ngủ. Nên mình đằng ngày niệm Phật, mình nghe Pháp, mình vui thì nó tăng phước lên. Mình do mình vui mình tăng phước lên, nó không có sợ cái giấc mộng. Nó không sợ giấc mộng thì phước bắt đầu là nó tăng lên rồi. Nó tăng phước thì nó không sợ giấc mộng nữa. Mà nó phải có một cái pháp, đó là cần có người giảng pháp cho vui. Cái sự giảng pháp vui nó làm cho mình tỉnh. Mình tỉnh rồi lúc đó nó đưa pháp vô. Còn nếu như mình không tỉnh thì mình có nói hay người ta cũng nghe được. Nên cần nói làm sao mà cho người ta tỉnh, người ta đừng có ngủ. Cái này hay lắm, quan trọng vô cùng. Nói mà người ta không ngủ là chuyện này khó lắm quý vị. Nó phải nói làm sao mà người ta dính được thì người ta không muốn ngủ. Mà hút người ta là người ta ngủ mới được. Mà nhờ cái cách vỗ tay này người ta cũng đỡ ngủ nữa. Nó quá nhiều cách, hiểu không? Thật sự quý vị vỗ tay những đức không có cần thiết gì kiêu ngạo ngã mạn trong đây đâu. Nhưng mà quý vị vỗ tay là những đức giúp cho những người mà đang ngủ gục tỉnh. Này những đức hỏi rất nhiều cô. Nhiều cô nói con khoái đến chùa thầy con cái giảng pháp vỗ tay hoài, nó làm cho con tỉnh chứ không gì vậy á, mà nó làm cho con cũng vui thầy, con vỗ theo. Còn có nhiều người giảng pháp là người ta giảng ở dưới ngồi im gu à, mà cái tông của chùa mình là cái tông vỗ tay, vì cái tông ủng hộ tinh thần, hiểu quý vị à. Nên nó làm cho hưng khởi cái người giảng pháp lên. Nên tất cả những người mà mang nghiệp phá thai được, hãy bình tĩnh niệm Phật đi, vì nghiệp tạo cũng đã tạo rồi, bây giờ nên tạo tịnh nghiệp lại. Tạo tịnh nghiệp lại vẫn có cơ hội hơn. Tịnh nghiệp là câu Phật hiệu á. Tịnh nghiệp là câu Phật hiệu. Có cô kia cũng làm việc bệnh viện, cô nói là đêm nào cô đi cũng gặp ma chứ. Cô đi cũng gặp ma suốt trong bệnh viện luôn, cứ thấy hoài. Mà lúc nào mà cô thấy ma là một hai ngày là có người trong bệnh viện chết. Chết, có khi ngày đó thấy là ngày đó có người chết. Lạ lắm.
nó mà cổ cứ thấy hoài, cổ thấy giết mà cổ ám ảnh luôn, cổ sợ. À, rồi cổ quen một người bạn đến chùa, người bạn chỉ cổ đeo máy niệm Phật đi. À, các vị biết rằng là khi cô đeo máy niệm Phật mà niệm Phật á thì cũng chưa được giảm gì mấy nữa. Nhưng mà cô nghe pháp á, lúc cô nghe pháp, cô niệm Phật, cô đeo máy niệm Phật thì nó lại thành công. Vì khi cô nghe pháp, cô mới biết cái công hiệu niệm Phật. Thấy chưa? Nghe pháp nó biết cái công hiệu niệm Phật thù thắng như sao. Thì lúc đó cái lòng tin đặt vào câu Phật hiệu nó mới mạnh. Mà lòng tin với câu Phật hiệu mạnh nó mới chuyển nghiệp. Mà khi chuyển nghiệp rồi cô đâu có thấy ma. Cô thấy ma là do cái tâm thức của cô nó quá yếu. Con người mà thấy ma là do tâm thức quá yếu và phước mình quá giảm. Khi phước giảm thì con người mình giống như nó bị suy nhược. Phước giảm là suy nhược á. Con người khi phước tăng nó háo hức lắm, nó khỏe lắm. Con người vị mà đang ngồi về mới bị thấy bị tung tăng, bị vui cười đồ, hớn hở là phước đang tăng. Còn con người mà nó yếu xìu là phước giảm. Hiểu không? Nó xìu xìu ảnh ảnh vậy đó, mệt mỏi. Hoặc cái vị thấy họ khờ, cặp mắt họ lúc nào cũng lờ đờ là phước giảm. Họ phước giảm thì thấy ma, nó lờ đờ thì cảnh giới của ma là lờ đờ. Cảnh giới của ma là màu xám mờ mờ, mình mà cũng mờ mờ thì nó nhập với cảnh giới ma chứ làm sao. Còn khi con người mà phước dày không có ma đến gần được. Có một loại người mà ma cũng không dám đến gần nữa. Loại người này phước cũng còn nhưng họ cực ác luôn, nhưng ma cũng không dám đến gần luôn. Vì người này nó quá dữ à, nó không sợ ma luôn. Nó dữ quá, ma nó không sợ, nó không tin. Không tin có ma, nó không sợ ma. Ma sợ ngược lại nó. Tại vì nó không sợ ma. Mà con người mà ma không sợ là do người này sợ ma. Vì sợ ma, ma mới hù. Thì ma cũng như là một con người thôi. Thấy ai nhát thì giỡn chớ. Nên ma cũng như một con người, thấy con nít thì cũng chọc. Đúng không? Nhưng mà khi mà chọc nít mà khóc hoài thì mình ngồi mình nói, mình niệm Phật mà nói: các cô, các chú ơi, con của tôi còn nhỏ, đừng có giỡn chọc để cho nó ngủ, cho nó ngoan. Thương nó thì tùy giờ tùy lúc, đừng có chọc nó lúc nó ngủ. Nó ngủ chọc nó khóc tội nghiệp nó. Tôi niệm Phật hồi hướng cho các cô các chú nghe là bình yên à, không có chuyện gì xảy ra. Người ta cũng như mình thôi, không lẽ người lớn mà người ta nói một câu gì mà không chịu nghe, đi chọc nít cho người ta khóc tầm bậy. Hiểu không? Thì cũng như người lớn tôi gặp nít là ưa chọc, thấy dễ thương quá lự khiều chọc, mà khi nựng mạnh quá đau nó khóc. Đó, có khác gì đâu. Nhưng mà con nít do cái thần trí nó đang tỉnh, tuy là nó không nói được nhưng mà cái trí nó thanh tịnh. Nó gọi là nhân chi sơ tính bổn thiện. Con người mới sinh ra tâm tính nó vẫn còn thiện nhiều. Khi tâm tính nó thiện nhiều thì cảnh giới nó thấy, mà nó không nói được, mà chọc ghẹo nó quá nó sợ nó khóc. Thấy người lạ mà lỡ chọc ghẹo khóc, nó con nít nó thấy. Nên tâm trí con nít nó rất là sáng. Hiểu không? Nên nhiều người làm cha làm mẹ đừng có bao giờ trước mặt con của mình mà mình thương vợ thương chồng mình. Tại mình thương vợ thương chồng, nói con nó không biết, nó biết. Trí nó sáng mà nó biết, nó không nói được thôi. Biết sao không biết. Có nhiều đứa nít mẹ nó nghe những đứa giảng pháp và niệm Phật từ khi trong bụng. Nó nhỏ xíu xíu mà những đứa lợ nó nhìn những đứa nó cười sặc 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 mà. Nó biết mà sao không biết. Nên từ nơi đó mà nó biết hết trơn, do nó nói không được thôi. Nó con chó con mèo đều biết hết trơn. Mình thương mình ghét nó biết hết trơn. Nên con vật nào nó cũng biết hết chứ. Thì phải nhớ. Nên tất cả mỗi một con người chúng ta và con vật nó đều có tính Phật đầy đủ viên mãn hết chứ. Nên Phật nói trong kinh đó, tất cả chúng sanh sẽ làm Phật. Tình dữ vô tình đồng viên chủng trí. Tình dữ vô tình, nó cái dạng vô tình là cái dạng nước nè. Thực vật này mình cho nó vô tình, nó biết sao không biết. Có những cái cây cỏ mà cái cây mắc cỡ á, bị đụng nó một cái héo lại phải không? Mắc cỡ, tâm thức biết mà. Nên Phật nó là tình dữ vô tình động viên chủng trí. Một loài hoa bị chăm sóc nó đi đàng hoàng để nó sinh chỗ bông đẹp, chỗ bông thơm chứ vị. Còn quý vị mà lỡ mỗi ngày chửi mắng nó chết á. Người ta đã thí nghiệm ở trường đại học rồi, nước ngoài á, ta để hai cái cây. Một cái cây người ta ghi là tôi thương bạn, tôi quý bạn, tôi lo cho bạn. Một cái cây bên kia nó ghi là mày chết đi, dùng cái thứ cái cây xấu xí.
rồi nó ghi trong đó, rồi nó đọc cái lời nói đó lên, nó để cái máy nó để vô cái cây bên đây, nó để là cái cây bên đây, cái cây mà khen nó tươi tốt vô cùng, còn cái cây mà bị chữ một tháng chết queo, tức quá chết luôn, ghê chứ, chữ mà chết luôn á. Nó nên những đức nói quý vị biết, con người chúng ta khi bị người ta chửi á, ta la, mà mình mà không cỡ tâm là mình bỏ mạng đó, tức quá mức chết. Quý vị coi có nhiều người trong cuộc đời này bị chữ khôn, có những người bị chữ điên luôn, có không? Bị chữ mà điên luôn á, căng thẳng thần kinh, tức quá, cái ngã quá mạnh, căng lên, cuối cùng chữ nạp vô bị chữ, cái chữ người ta chữ nạp vô hết trơn. Còn cái người khôn thì chữ bên đây nó xuyên bên kia, chữ bên đây nó xuyên bên kia, chữ một chút cái thằng chữ gục ngã tại chỗ, còn cái đứa bị chữ tỉnh queo. Quý vị là người tu, quý vị nghe chỗ này đi, rồi quý vị nên làm, vì là cao thủ bị chữ không sao. Những đức nói thiệt chứ, cuộc đời những đức bây giờ tu hành rồi mình quyết chí giảng sanh, tôi nguyện đời đời kiếp kiếp mà nó nói là thà tôi bị chữ chứ tôi không chữ ai, vì chữ người ta khổ hơn, chữ người ta khổ hơn là mình bị chữ. Bây giờ thử đi, hai tên cùng luyện công phu, một tên thì chữ, một bên thì im, quý vị chọn bên nào? Im rồi, ai mà chọn chữ, chữ chút mà chết chứ đừng nói chuyện dẫn chơi, chữ chút chút nó hết văn tự. Những đức nói chứ bị nghe chứ giảng pháp tiếng gửi chứ, chữ mà tiếng gửi mới hơi bị sợ luôn. Cái người nào mà chữ được tiếng gửi mới sợ á, chửi một tiếng gửi xong đi, mắt quý vị nó lòi ra, miệng nó hô ra, hốc hác hết luôn, tế bào bị tổn thương hết luôn. Quý vị mà chửi người ta tiếng gửi thứ ơi, tế bào bị đứt luôn á, máu bị đứng luôn á, đừng nói chuyện giận chơ, thần kinh bứt luôn á, chửi ghê quá, kích động nặng. Nên con người mà thường chửi người ta bà sân si là bệnh gan, tim gan phèo phổi nó cháy hết trơn, nó ung thư nó nổi lên tùm lum tùm la. Còn mình thường mà mình dịu cái tâm nó trị bệnh. Nó nên quý vị mà nghe gì rồi quý vị mới thấy, ai mà chửi quý vị tội nghiệp người ta lắm. Quý vị nhép nhép môi bị niệm Phật, quý vị, hoặc là nếu nhép môi mà nó còn chữ, nó nói mình chữ nó, thì thôi mình im trong tâm mình niệm Phật. Nhép môi nói mình chữ nó nữa, mày chữ đi, mày nhép môi gì, chữ đâu chữ, tôi niệm Phật. Nếm cho tao mày xạo, mày nhép môi mày chữ tao. Thôi được rồi, vậy tôi khỏi nhép môi, chữ đi. Nhưng đứng hỏi quý vị nè, một bức tường nó đang đứng vậy đó, một người cầm banh luyện vô tường, chúng ta làm tường hay là làm người luyện banh? Làm tường, tường nó đứng hoài im chỗ, thằng luyện banh luyện một chút mày nằm tại chỗ mày chết luôn, đừng nói chứ mày luyện vô, nó luyện vô nó trúng ngược lan đó, tường vẫn là tường thôi, đúng không? Nên từ nơi đó người ta chửi mình như một bức tường vậy đó. Khi mà người ta chửi mình mà thấy tội nghiệp người ta, thì lúc đó quý vị sẽ đạt cái sự tu hành rồi đó. Bữa nay bài giảng này có nhiều cái hay nghe quý vị à, mà tôi thấy tôi giảng bài nào cũng hay. Tôi nói mấy người mà không đi nghe là mấy người thiệt thòi. Không mà từng nào ta giảng nó cũng có những cái lạ mà, chứ nó đâu phải nó dị hoài đâu. Tuy là xây dòng trong cái chuyện tín nguyện niệm Phật, nhưng mà thật sự nó có nhiều cái lạ khai thác ra. Có cái cô kia ở miền ngoài, cô là cô giáo, cô nói một câu gì nè: công nhận thầy sao mà có nhiều câu khai thác ở đâu mà hay ghê. Con tra vào từ điển không nhìn ra. Những đức nói cái câu này trong tự tánh không? Cô phải học kinh giáo á, mà cô phải từ kinh giáo cô thông ra thì cô mới thấy được câu này. Hiểu chưa? Cô tra từ điển bình thường không có đâu. Nè, vì cái câu nói của tôi nó vượt từ điển. Nên quý vị biết rằng là thật sự mà nó khai thác những câu lạ, tự tánh hiển lộ, khai thác những câu lạ lạ không. Nên mỗi một con người mình á, cái đầu óc này nè, nó đặc biệt lắm, phải luyện nó. Lúc nào phải luyện nó bình tĩnh. Vì coi sách xưa không có người nào thành đạt mà không nói câu này. Như Gia Cát Lượng được, người nào cũng phải bình tĩnh cho nó. Tào Tháo cũng xác định sâu quý vị. Những đời trước là Tào Tháo là bậc thiền sư,
mà tu được đại ngộ chứ không phải giỡn đâu nghe. Tào Tháo là thi sứ nên sức định của ông sâu lắm. Ông ác nhưng mà ông định sâu. Khi mà ông thất bại đến mức mà ông không còn cái gì nữa chân, nhưng ông vẫn luôn luôn bình tĩnh. Ông lúc nào cũng nói câu Tào Tháo ta nhất định phải thành công. Mà đến mức ông không còn một binh một tướng luôn, ông cũng nói câu Tào Tháo ta thành công, không có nói thất bại, nhất định ta phải thành công. Đó. Nên ông làm mọi mặt ông phải thành công. Đó là sức định của ông sâu. Ông không có bị cái tâm thất bại. Thấy không? Gia Cát Lượng vô cùng bình tĩnh luôn. Khi mà gọi là thất chặn rồi mà vậy mà ngồi một mình đánh đàn, người ta kéo bao nhiêu vạn binh lợi, vì mà ông ngồi đánh đàn còn hơn. Mà trong tiếng đàn ông là thiền định đó quý vị. Nó làm cho quân lính và tướng sĩ nghe mà bị giống như bị mê luôn á. Ghê chưa? Vậy mà cuối cùng thấy ông đánh đàn vậy sợ quá, cầm bao nhiêu vạn binh tóc chạy, chạy hết trơn. Trong khi ông có mình một à, ông đàn thôi mà chạy sạch nhách chứ. Thấy kinh chưa? Cái người bình tĩnh đó, nó ghê lắm quý vị. Người sống trong cuộc đời mà gặp sự cố gì cũng phải bình tĩnh. Bình tĩnh là thấy lối thoát à. Quý vị nhớ nghe, trong cái cuộc đời này không có bao giờ cái gì mà không có lối thoát nữa. Chấp nhận chết là thoát à. Chắc chắn luôn. Hiểu không? Nó, có nhiều thằng đại ca nó đâu phải giỏi gì đâu, có gan à. Nó nhào vô nó bỏ mạng kia chạy thấy mồ. Nó gan, nó thành công, mọi người biết chưa? Nó, nhưng mà mình học Phật mình gan giải thoát. Mình gan xả thân để mình có cái thân mới ngon hơn. Thì mình đâu có sợ chết. Đúng không? Đó. Bây giờ quý vị nhìn đi. Hồi xưa mình còn gái nó đẹp, mà bây giờ mình lớn tuổi 40-50 tuổi là mắt mày mũi miệng mình nó đã thay đổi, lão hóa, thấy chưa? Không lẽ mình nhìn cơ thể mình không biết nó lão quá à? Hiểu không? Mình tắm mình nhìn cơ thể mình đi, phải lão quá không? Thì biết nó lão hóa rồi thì đi theo ngày tháng suy tàn, đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta chọn một cái thân mới cho đẹp hơn. Đã chọn cái thân mới, đã muốn có thân mới thì phải xả cái thân cũ. Mà sợ chết sao xả? Đó, sợ chết sao xả? À, bây giờ mang cái thằng làm vợ người ta đời này nó tả tơn hết rồi, đẻ con đồ te tua hết rồi, hiểu không? Bây giờ có cái thằng khác là không có bị tả tơn. Vậy xả cái thằng này, vậy thì phải thành tâm niệm Phật, gặp sự cố gì cũng niệm Phật, coi như xả mạng đi. Đã là xả mạng rồi thì niệm Phật được. Bị người ta chửi cũng xả mạng, chửi cái mạng giả mà. Chữ cái mạng giả quý vị, nhưng mà khó lắm, không phải dễ đâu. Phải nhìn nhận cho sâu sắc mới được, nhắc hoài. Đang chữ cái mạng giả mà. Nhưng mà nói vậy đó, nhưng mà nó khó làm, nhưng mà phải làm. Làm được thì an lạc cho mình thôi. Tuy mình làm được mà mình sẽ tự tại. Chứ đâu phải là mình không tự tại đâu. Còn nếu như mình coi là cái mạng thật thì mình phiền não à. Chửi mình là phiền não liền, hoặc phiền não là bị kích động. Mà kích động sao thành công? Có người mà dễ kích động không làm việc lớn được. Khi con người mình mà gặp sự việc gì mà tự nhiên mình tức lên mình nói chuyện đâu có được đâu. Giống như nó nghẹt họng vậy, là mình thất bại rồi. Chí mình bị tối liền. Nên có người khi đụng sự việc mà mình vẫn dịu câu là thành công. Đụng sự cố vẫn dịu câu, thành công. Hiểu không? Đó, như con mình la nó không nghe là dễ bị kích động nhất. Khi con mình la nó không nghe là mình sẽ dễ tức. Mình tức lên là mình sẽ bị nó làm cho mình mắc khôn. Nó, mình tức nó chứ không phải chuyện giỡn đâu nghe. Tại vì mình thương quá nên dễ kích động nhất là chỗ mình thương quá. Mình luyện từ con, từ chồng mình sẽ thành cao thủ. Tại vì tình thương đó mà mình không bị kích động thì mình sẽ, những cái người khác mình sẽ không bao giờ bực bội nhiều. Tại vì mình thương họ quá, mình dễ ghét họ, mình dễ bực bội họ. Mình luyện từ họ để thoát ra. Còn người ta là người dân nước lã, gặp nhau một chút nhà ai nói gì, vì bực bội làm gì. Giống như bà cụ Hứa Chiết bà nói một câu: không có buồn người giống hệt như đứng ngoài đường mà thấy người đi qua đi lỡ. Kẻ đi qua người đi lỡ, chúng ta có nhớ mặt người không? Không, vì đó là chuyện của người. Nên chúng ta đừng nên dặn người giống hệt như kẻ đi qua người đi lại chúng ta thấy ngoài đường là xong. Nó rõ ràng luôn. Cả đời bà cụ Hứa Chiết là luyện cái tâm gì phải không? Luyện cái tâm vui á, luyện cái tâm tự tại á. Liền cái tâm đó mà người ta hỏi bà cách dưỡng sinh mà cơ thể bà tốt được là từ đâu? Là tâm vui, tâm thiện. Mỗi ngày thường vui cái tâm thiện thì tức khắc cái ác nó mất đi. Ta nói đoạn ác tu thiện.
Đoạn ác tu thiện bằng cách nào? Là phát thiện tự đoạn ác. Phát thiện thì tự đoạn ác, chứ đừng có đi đoạn ác. Mình đi đoạn ác mà mình tu thiện thì đó là phát tự lực. Mình tự phát thiện thì nó đoạn ác à. Tại vì nó có một loại tâm thôi. Chúng ta chỉ dùng cái tâm tu thiện thì không có nghĩ ác. Là nghĩ thiện, thì nghĩ thiện thì không nghĩ ác. Mà không nghĩ ác là đoạn ác. Nên muốn đoạn ác thì phải nghĩ thiện, chứ khỏi cần đi đoạn ác. Hiểu chưa? Đó. Ngày xưa mình đi làm ác là do mình nghĩ ác thôi. Nghĩ ác. Còn bây giờ mình muốn đi làm thiện rồi là không đi làm ác nữa à. Đó là thành tâm sám hối rồi đó. Khỏi cần nói ra cũng là sám hối rồi. Thấy rõ ràng không? Đó. Nhiều người, thí dụ như mình nghe người xưa nói, chư tổ sư nói, mỗi ngày mình phải xem lại cái ác của mình ngày hôm nay. Quý vị mà xem đi là nó ác hoài á. Cái căn tính mình khác người xưa nữa rồi. Mình cứ xem cái ác mình hoài thì mình thấy trời ơi, ngày nay qua trời ác luôn. Rồi qua trời ác rồi, ngày mai tiếp tục. Tối ngồi suy nghĩ, ôi trời ơi, ngày nay ác còn nhiều hơn hôm qua nữa chàng, ôi chàng. Cứ nghĩ nát không à. Cuối cùng thì thấy giết rồi mình nói, thôi thôi tôi chán quá trời chán, tôi nghĩ tu luôn, tôi ác quá trời nhiều. Nói đoạn ác mà tôi đoạn ác không có được. Thì bây giờ đổi ngược lại là nghĩ thiện thôi. Nghĩ những điều thiện mình làm của ngày nay thôi. Hiểu không? Người ta nói nghĩ thiện nó ngã mạng. Nghĩ thiện đi, rồi tự nhiên nó muốn giảng sanh thì nó đỡ ngã mạng. Nghĩ việc thiện mình làm á. Hiểu không? Giống như tướng vào tâm sanh, tâm nghĩ thiện thì nó thiện lắm. Còn những cái mà lỡ mình nghĩ ác, quên đi. Những cái mà ngày nay mình lỡ mình dặm côn trùng gì chết, quên đi. Mình lỡ giật cơm hộp ăn, quên đi. Hiểu không? Mình quên những điều đó đi. Mình hãy nghĩ ngày nay mình được đi niệm Phật, ngày nay mình được nghe thầy giảng pháp, ngày nay mình cười. Vậy được rồi. Đúng không? À, hay mà, quý vị nghĩ vậy đó hay đó. Nó rồi quý vị dùng cái câu thiện nhất là niệm Phật. Đi đứng nào ngồi quý vị cứ niệm Phật. Làm thì nghĩ Phật hoài thì nó quên ác thôi. Nên bây giờ đổi cách làm lại. Cái cách của người xưa nó từng đời phải có sự chuyển biến theo căn tính. Thật sự mà theo căn tính mà chuyển biến. Có một vị này, khi ông gặp những đức hỏi, sao ông cứ kêu người ta chuyên niệm Phật hoài? Nó thì tôi chuyên niệm Phật. Rồi xong những đức hỏi lại, vì sao ông tạp tu ấy? Thì ông nói, tại tôi thích nhiều môn. Thì đúng rồi, ông thích nhiều môn thì ông chỉ ta nhiều môn. Tôi chuyên môn thì tôi nói chuyên môn. Nói sao tôi nói chuyện với ông xong nói ngang quá. Nói đúng cho nó ngang gì. Hiểu không? Tôi là tu tịnh độ là cái dạng đi ngang. Nói chuyện như thế một chút. Tôi tức đi ghê. Sao tôi nói cái gì cũng trả lời kỳ cục. Tức cái gì mà tức, tịnh độ là nó xiên ngang mà, ăn tổ nói mà. Như con mọt mà nó đục mà ống che mà tu pháp khác thì nó đục từng mắt nó xiên qua. Còn tôi là xiên ngang là xong rồi. Cần gì từng mắt cho nó cực. Đúng không? Tổ sư nói mà, tôi nói có ngang đâu. Người tu tịnh độ là ngang. Nghe không? Đi ngang. Đi tắt. Người tu các pháp khác là đi vòng. Nếu bạn có đủ sức thì bạn đi vòng đi. Còn tôi không có đủ sức nên tôi đi ngang cho nó mau tới. Hiểu không? Bạn đủ sức thì bạn nhảy xuống sông bơi qua kia. Tôi không có đủ sức, tôi leo lên đò. Leo lên đò ngồi, lái đò đưa qua bên kia. Tôi ngồi trên con đò này, tôi còn nhìn cảnh vật con sông, tôi còn nhìn chim, bầy chim đang bay trên dòng bầu trời, đúng không? Tôi thấy có cây sáo đem ra thổi, tù tê tốt tê tù tê, tôi còn thổi sáo nữa cho nó biết, tự tại biết mấy, đúng không? Một chút tới bờ bên kia, chủ đò nói mời khách lên, đúng không? Nói tôi bước lên sợ chợt chân, ông lái đò đứng vịn tôi đưa tôi lên dùng. Tự tại quá. Hiểu không? Xong mình lên bờ, mình thấy mình mẩy khô ráo, cơ thể thoải mái.
nhìn cái thằng lội qua sông ướt nhem đó. Khổ ghê, thằng lội qua sông ướt nhem à. Vậy thì ông chọn đi, ông nói ông ngon, ông lội, tôi không có ngon, tôi lên đò, được không? Không, đạo Phật mình nghĩ lại có cái nguyên lý hay và có trí tuệ sâu sắc vô cùng. Nó giống như câu chuyện Đức Phật còn tại thế, thấy không? Gặp tham sân si bay dù, gặp Phật đến, ba tên tham sân si nó cho ông cụ Đàm biết thằng công của ta, công lực của ta, phép thực của ta bay cho ông cụ Đàm không biết. Bay dù, bay qua xong gặp Đức Phật nói: Đức Phật, thấy không, thằng thông của chúng tôi cũng thấy dữ dằn không? Đức Phật hỏi: vậy ba người luyện công phu này bao nhiêu năm? 30 năm. 30 năm luyện công phu này gian nan cực khổ lắm. Bây giờ ba anh em tôi bay qua sông, bay tới bay lui. Đức Phật nói: khổ quá, chi 30 năm dữ gì. Ông lấy đò đưa tôi qua sông nè, 3 đồng. Có 3 đồng thôi đã qua sông rồi, cần chi 30 năm đi qua sông. Hiểu chưa? Đức Phật bay được mà Đức Phật đâu có bay. Đức Phật muốn nói cho ba tên tham sân si biết, dù các ngươi có bay qua bay lại con sông này, nhưng dưới cái tâm của các ngươi thì vẫn bị câu thúc trong lục đạo luân hồi không ra khỏi. Hiểu chưa? Đâu ra khỏi lục đạo luân hồi đâu. Còn ta tuy không có bay nhưng tâm ta thoát rồi, rồi lục đạo luân hồi. Cái tu giải thoát là từ cái tâm giải thoát á. Hiểu quý vị? Chứ không phải cái tướng bên ngoài nó ghê gớm gì đâu, mà là cái tâm mình giải thoát trong cái cõi đời này. Trong cái cõi đời thì nó có thuận có nghịch, mà tâm mình giải thoát thì mình sống trong cõi đời mình cũng vui mà. Chứ nó có khổ nặng nề gì đâu quý vị, coi nhà một ề gì mà người ta có khổ gì đâu. Hiểu không? Việc gì mà không làm được. Đó, nên từ nơi đó, cái giải thoát là giải thoát ngay cái tâm á. Thì mình tu thì tu ngay cái tâm là tâm giải thoát thì nó mới vui được. Thì bây giờ nhận đức mà không vui vẻ tự tại sao nói chuyện với vị nghe tự tại. Đúng không? Phải cảm thấy có cái cảm giác tự tại mới nói cho vị nghe gì nè. Đó nên quý vị biết cái pháp môn Tịnh Độ này thù thắng như lắm. Nó đặc biệt như lắm quý vị thấy không? Mình tiếng mấy đồng hồ đó. Tiếng mấy rồi còn gì nữa. Nãy giờ giảng quá trời luôn. Vậy mà có nhiều người nó không biết giảng cái gì. Không biết cái gì mà ta ngồi hoài được. Đúng không? Còn hơn giảng hay quá trời luôn, ta đi ngủ mất tiêu chứ. Đúng không? Nói vậy mà cái gì? Cười vui vẻ mà nói gì? Không biết làm sao người ta cười được rồi. Đúng không? Mà cười tiếng mấy đó nghe. Cười tiếng mấy luôn, mà cười chút rồi trời, trong lòng nó sảng khoái lắm. Giờ nãy giờ nó nói cho nghe giảng gì cho nó nhẹ nhiều thứ trong tâm lắm. Nhẹ nhiều lắm. Những đức nói với vị mà có mụn là ở đây. Mà thứ bảy chủ nhật nặng mụn sạch nhất. Hiểu không? Không mà nó nghe gì cái tuổi trẻ nghe cũng được lợi ích. Thông minh. Nhiều cái thông minh. Thấy không? Nhớ nè, buồn dặn người là ngu lắm nghe. Ừ, buồn dặn người ta là ngu dữ lắm. Nghe không? Bây giờ mình là người khôn mà, đi buồn dặn chi? Đừng buồn dặn ai nghe không? Dặn chi cho nó mệt tiêu. Hiểu không? Nên đi về chùa miễn sao vui là được rồi. Nó có tiền xe là đây được rồi. Từng nào không tiền xe đến đây tịch tịch tàn tàn nên chơi vậy được không? Giờ ngồi nghe pháp chơi vậy được chưa? Thầy giảng lúc nào buồn ngủ chút được không? Tự tại mà có gì đâu sợ. Đúng là quá tự tại rồi thấy không? Từng chủ nhật nào thứ bảy nào tịch xe chơi vậy được không? Người đồng cát thuê chiếc xe bự chà ba. Cái công họ cực khổ mua chiếc xe bự quá trời luôn. Còn mình chỉ cần bỏ một chút thôi lên xe đi rồi. Họ còn cực khổ thi bằng lái xe nữa. Mình chỉ ngồi thôi. Chạy tịt tịt tàn tàn. Mình lên xe mình còn bắt niệm Phật mình chơi trên xe nữa chứ. Chuyện ôm sùm cừu.
sướng quá trời luôn đúng không? Những đức nói mấy cô mà đi tu là mấy cô may phước, nó nói thiệt may phước dữ lắm luôn. Nó mấy cái bà mà không đi chùa được, bữa nay chủ nhật ở nhà lam lũ làm muốn chết, mà mình mà đi tu khi ở nhà chồng nó thấy nhà dơ nó đi rửa nhà, đi dọn nhà chứ sao. Hiểu không? Mình đi tu hoài nó dọn nhà chứ sao. Mình nói kêu ơi ông đi tu chung, nói tôi mà đi tu ai dọn nhà. Ờ vậy ông ở nhà dọn nhà để tôi đi tu. Hiểu không? Tôi tu được có gì tôi hồi hướng công đức cho ông nghe không? Nói với chồng á, nói ông ở nhà nhưng ông được phân nửa. Chia cho ông phân nửa đó. Tôi đến chùa tôi tu chưa nghe không? 4 ngày lại Quan Âm Bồ Tát ở nhà làm việc nhà, coi con cái cho đà hoàng. Tôi đi lại, tôi đi tu chia làm đôi. Nếu chưa nói với chồng vậy đó. Nếu mà có hai vợ chồng mà chịu đi chơi thì đóng cửa nhà, khóa cửa lại, có gì đâu sợ. Nó, còn nếu con mà cái muốn đi dẫn đi theo hết trơn luôn, nguyên gia đình đi luôn, có gì đâu sợ. Mình đã biết được cái nhân cái quả rồi thì dù có nghỉ học mấy ngày nó cũng đâu có gì đâu thất bại. Thất bại gì đúng không, nó gì đâu thất bại. Có khi nó đi chùa 4 ngày lại Quan Âm, nó có gì khi gì nó còn dữ dằn hơn nữa, còn ghê hơn nó chuyện dẫn chơi. Nó bây giờ nó cố gắng học, nó được cái bằng cấp mà nó không có phước, nó không có phước sao thành đạt, hiểu không? Mà nó có bằng cấp mà không ai nhận nó việc làm sao mà ngon. Còn cái đứa đi tu nó được người ta thương nhiều, ít học nhưng mà được ông chủ lớn cho nó cầm tiền, cho nó giữ của, tại vì nó ngoan, nó đàng hoàng nên người ta cho sự nghiệp lớn cho nó cầm, cuối cùng nó thành đạt. Nó đâu cần lấy bằng cấp. Thí dụ như bây giờ mình không có phước, mình biết tiếng Anh quá trời luôn, mình đi làm thông thịt viên. Còn cái ông chủ, ông không biết tiếng Anh, mình làm thông thịt viên cho ông, mình nói muốn le lử luôn, ông nói ông bắt mình phải trả lời lại. Nó, thí dụ như bây giờ ông nói với thằng Mỹ, hôm nay tôi với anh ký hợp đồng làm ăn, thì thằng thông viên nó, xong cái thằng Mỹ bên kia nói tôi sẽ ký hợp đồng với anh, thì thằng này nó nói cho mình nghe, ổng nói ký hợp đồng với ông, à, mày nói với ổng là hợp đồng này được đó, thì nó nói nó nói cho mình hết trơn. Dù có bằng cấp nhưng mình vẫn là ông chủ mà, mày nói cho đàng hoàng, mà nói đàng hoàng tao cắt chức mày khỏi cho mày làm luôn cho mày biết. Nó ít học nhưng mà nó lại là ông chủ, vì nó có phước đức lớn hơn làm ông chủ. Quý vị nói chuyện giỡn chơi đúng không? Bây giờ bên cạnh những đức nhiều người ta học giỏi lắm, giỡn đâu. Đi tu nhiều người ta học giỏi quá trời, đúng không? Nhưng mà những đức khi vô họp thì đức nói tá lạ, mình nói tào lao bất xếp, ngồi ôm ngu, không ai dám trả lời, không ai dám ý kiến luôn. Ý kiến là chết. Tôi là ông chủ mà, dám ý kiến không? Ngồi họp có nhiều cô học giỏi như đức quá trời luôn, đâu có dám nói tiếng gì đâu. Tôi quy tắc tôi đưa ra, tôi nói không được nói. Bây giờ những đức hỏi quý vị ở trong đây nè, quý vị nhiều người trong đây học thức cao dữ lắm, nếu so trình độ lớp 3 của những đức là quý vị chắc chắn là hơn, đúng không? Bây giờ những đức nói chuyện trong đây vì chỉ có được cười chứ có dám nói tiếng gì không? Có ai dám nói tiếng gì chưa? Mà đứng bậy bạ mà có nhiều cô nói ngồi xuống thầy giảng đứng lên bắt kính tội chết bây giờ. Ngộ ghê chưa? Ghê không quý vị? Lớp 3 sao ghê gớm vậy? Hiểu không? Đó là phước đức nó mới hơn người khác. Nó nên con mình nè, mình cho nó phước đức nó vẫn hơn chứ. Mà học không có dở đâu, đừng có lo. Nó có phước đức nó thông minh còn hơn người ta. Nó bay đâu có đơn giản, đứt chút xíu nhịn mặt dễ thương ghê chưa? Nó xíu xíu ngồi phía trước rồi nè, kinh chưa? Nó đâu có đơn giản, người ta ngồi đó đó duyên phước người ta lớn, biết chưa? Nó nên mỗi một người mà nghe gì rồi quý vị thấy trong cuộc đời này phải quá tự tại không quý vị? Quá tự tại luôn. Sao mình cứ nặng nề mình lo hoài chạy? Nào là con tôi phải học hơn người ta, đủ chuyện phải lo chứ, sao lo nhiều chứ hả? Miễn cần cơm ăn áo bạn đủ là được rồi. À, ngày nào cũng cừ là ngon, cách đời vậy là ngon rồi. Còn bữa nào một tuần lễ không muốn nấu cơm, dẫn vợ chồng con cái lên đây ăn cơm, như đâu sợ gì sợ chứ, đúng không?
sao đi tu thấy dễ quá mà sao nhiều người đi tu nói đi đến chùa ăn mà cũng sợ tổn phước. Vì nấu chi à? Vì nhớ nè, chùa mà không nấu mà lỡ ăn thì cái đó không đúng, tại vì người ta không có nấu. Còn chùa mà nấu là tôi ăn thả ga, tại vì nấu tôi phải ăn, không ăn bỏ nó mới tội. Đúng chưa? Đó. Nên ta đã nấu thì mình phải ăn. Nên mình ăn mình không có gọi là mình không có chê khen là lu bu. Mình khen chứ mình không có chê, nhưng mà nó lộn. Cho mình ăn mình khen chứ. Đó, nên bữa nay nhà Đức sắp xếp cho cơm hộp đồ này kia. Bữa nay đông quá quý vị nhớ. Xuống nhà ăn nó đông quá, nó chặt. Mà nó chẹt rồi bắt đầu nó rớt đồ đạc tùm lum. Thấy không? Nên từ nơi đó mà nhà Đức bố trí cho mấy cô bữa nay dọn đồ cơm hộp ở đây nhiều thì nó cũng giống hệt tí chứ. Rồi đi xuống cái nhà ăn, đầy nhà ăn. Vừa đầy nhà ăn là những Đức nói với Liên Diệu là đẩy cái bàn qua ngay cái đường đi vô là đầy rồi, vô nữa thì nó bị ùn tắc, nên là để cái bàn ngang cái đường đi, bắt đầu là cơm hộp để cho đó thì cái có nghĩa là nhà ăn đã đầy thì mình vô mình lấy hộp cơm lên chánh điện hay ngồi ở đâu mình ăn cũng được, không sao. Nó gì để làm chi, nó tải điều đó hết. Để không thôi vô trong cái nhà ăn mà nó chặt quá, lông ngóng bên trong chặt cứng à, không có vô được. Mà lại đông người quá, bị cái này kia. Hiểu chưa? Nên từ nơi đó mà giờ những đứa, bữa nay những đứa bố trí bên đây cơm hộp phát nhiều dữ lắm. Với những đứa kêu mấy cô á, thường là tới giờ các cô á, mới lấy cái hộp cơm qua và để đồ ăn nên nó mất thời gian. Nên nó bị ùn tắc con người nên bị lâu đó quý vị. Nên những đứa nói bữa nay nè, 10 giờ 40 là mấy cô bỏ đồ ăn vô hộp cơm đi. Rồi xong rồi giờ đó ra đưa hộp cơm cái quất luôn. Đúng không? Xịt nước tương vô mình vớt hộp cơm liền gì đâu. Bây giờ mình ra ngoài mình phải ngồi mình đợi, mình đứng mình đợi, rồi mình bỏ đồ ăn từ từ nó lâu quá trời. Thì cũng là bỏ vô bụng nó để vui rồi ăn gì cũng ngon chứ nha. À, cái quan trọng là buổi giảng này nè, người ta vui rồi. Một hộp cơm cho cô Tam Bảo gì cho ăn có phước. Tại cơm của bá gia bá tánh. Mình ăn hộp cơm thôi mà nó kết duyên với chúng sanh. Mình nghĩ vậy thì nó hay hơn là mình nghĩ ăn vậy thiếu nợ chúng sanh tầm bậy. Cái câu thiếu nợ chúng sanh xong đổi là cái câu khác á. Đổi là câu gì? Kết duyên với chúng sanh. Trời ơi mệt ghê. Sao cứ nợ nợ hoài vậy không biết nữa. Bởi vì ta thiếu nợ chứ mà thành nghiệp luôn. Mở miệng ra là nợ không à. Bây giờ chúng ta đừng có dùng cái câu nợ nữa mà là kết duyên. Kết duyên với chúng sanh. Ăn hết rồi, ngồi bàn ăn đồ mà ăn đồ ăn hết rồi, nói mấy cô đem ra thêm cho tôi. Ủa sao bàn ăn dữ vậy? Thầy dạy. Ăn ít kết duyên ít, ăn nhiều kết duyên nhiều. Đúng không? Đổi câu lại đi. Quá hoan hỷ luôn đúng không? Bởi vậy con đi đâu á con ăn dữ lắm mày. Ở nhà ăn không có nhiều, mà đi đến chùa chiền ăn nhiều dữ lắm. Vì con nghe lời thầy dạy, ăn ít kết duyên ít, ăn nhiều kết duyên nhiều. Con phải ăn nhiều. Thấy tự tại chưa? Đổi cái văn tự lại. Phật Pháp á, là văn tự á, là nó thông hiểu, nó đi vào lòng người. Cái chỗ nào dùng văn tự cho đúng chỗ nấy. Còn chỗ nào mà quan hỷ thì dùng văn tự quan hỷ. Thấy không? Nên từ nơi đó mình phải hiểu. Chứ đừng có dùng văn tự tầm bậy là sanh phiền não. Sợ ăn không ngon. Hiểu không? Đó, nên quý vị muốn ăn mấy hộp cơm cũng được. Ăn nhiều kết duyên nhiều á. Nhớ câu đó đi nghe. Đó. Đến chùa mà cho cái gì đó nhận hết. Vì sao? Cho gia đình kết duyên. Hiểu không? Nó chùa mà chiên bánh xèo rồi là mình lỡ mình ăn á. Mình lỡ mình ăn đó, ăn xong mình ra phía sau mình coi còn bánh xèo không? Cô. Cô cho tôi mấy cái bánh xèo để tôi kết duyên cho chồng tôi, nó kết duyên luôn. Tội nghiệp nó. Tôi lỡ đây tôi ăn bánh xèo mà ở nhà dọn cửa. Cô cho tôi một cái đem về cho chồng ăn để cho nó kết duyên với Tam Bảo cô Hương. Thấy chưa? Nói câu à được cô được con đưa cho cô cái bánh xèo. Cho chồng kết duyên với Tam Bảo. Thấy chưa? Mà chồng kết duyên mà còn hai đứa con tội nghiệp ghê.
Nó có đi học cả buổi nay luôn, bây giờ nó về. Tôi cũng muốn xin thêm hai cái nữa cho hai đứa con, đứa một cái kết duyên với Tam Bảo. À được đâu, đâu có gì đâu, còn mà cô lấy đi. Cô lấy mấy cái cô lấy. À được rồi, vậy tôi lấy nghe, tôi lấy 6 cái á. Đó. Được không? Ôi hỏi, ủa sao lấy 6 cái dữ vậy cô? Mấy cái này ăn buổi trưa. Từ đây tới chiều mà tôi về nhà, buổi chiều tôi nghỉ ngơi một chút nên khỏi nấu cơm. Tôi vớt thêm mấy cái này nữa, buổi chiều nghỉ ngơi đặng niệm Phật cô ơi. Thấy không? Được hết trơn, có gì đâu. Có thì cứ lấy thoải mái, có gì đâu. Chúng sanh mà, kết duyên chúng sanh mà. Thấy không? Nên nhận Đức nói mấy câu trong nhà bếp nghe, đồ ăn mà tem lại cúng ngày Chủ nhật đem cho ăn hết đi. Trái cây, trái gì đem ăn cắt ăn hết đi. Xài gì đó, ai thích ra phía sau lấy hết đi. Đem về nhà chuối đồ buồn buồn lấy hết đem về. Cứ ai hỏi cái gì là kết duyên chúng sanh. Thấy không? Ra hỏi một tiếng rồi lấy, chứ đừng có tự lấy thôi. Hỏi một tiếng rồi lấy. Hỏi một tiếng rồi cô cho tôi, người ta đưa mình lấy. Còn người ta không cho là thôi. Cái gì đâu, không cho là thôi. Được không? Người ta không cho là thôi, cái gì đâu. Chứ mình nói trời ơi, tao cho mắc cỡ thấy mồ. Làm gì thấy mồ. Không cho là thôi chứ gì đâu mắc cỡ. Hiểu không? Không cho là thôi. Không có gì mắc cỡ hết trơn ha. Ví dụ như mình sống tự tại đi, mình thiếu tiền, mình mượn tiền người ta. Mình mượn tiền người ta, tao không cho mình. Không cho là thôi. Cái gì đâu mắc cỡ. Cho thì mượn đỡ. Vậy bữa trả. Còn không cho là thôi. Tự tại không? Quá trời tự tại luôn. Thấy không? À, học cái này nó đặc biệt gì đâu. Hiểu không? À, ví dụ như chồng mình đi, mình thích bộ đồ đó đi. Mình nói anh em thích bộ đồ đó. Xong thôi bữa nào hả mua. À vậy thì thôi. Tôi hỏi thử thôi. Cho thì được cũng được. Không cho là thôi. Thấy không? Vậy đó nghe. Mà người ta về người ta ngồi người ta suy nghĩ người ta mua. Tại tội nghiệp quá. Xin xong cái không cho là thôi. Mà mình khi ta xin xong rồi mà người ta không cho mình mà mình vui mình thì thôi, mình không có buồn gì chứ. Là người ta mua. Ta mua liền, mà mua liền luôn. Thì em thấy mình xin xong mà mình không cho mà người ta vẫn vui nên người ta thương mình nên ta mua cho mình luôn á. Còn kiểu mà mình xin xong mà người ta không cho mình làm vậy nè. Mình đi, mình khôn khôn, mình đi. Làm mặt gì kỳ cục vậy? Xin đồ đạc mà không có tiền thì thôi, mà làm gì mà kênh kênh tôi kỳ cục vậy? Tôi thấy bà tôi khó chịu lắm nghe. Có chuyện xảy ra đúng không? Còn mình xin xong mình nói, không cho là thôi. Hiểu không? Đâu có gì đâu. Nó đừng có đổi sắc mặt nghe. Tuyệt đối không được đổi sắc mặt nghe chưa? Sau này đi làm gì cho ai cũng không được đổi sắc mặt. Vì là người thành công trong cuộc đời. Chúc vị an lạc nha. Ai vô đạo Phật. Ông nó mắc cười thiệt nha quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.